Cũng vào tối qua 31 tháng 12, tại phố cổ Hoa Lư đã diễn ra chương trình nghệ thuật Countdown chào đón năm mới 2024. Tới dự chương trình có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, cùng đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương. Chương 1 Hoa Lư khai mở là câu chuyện về con người, văn hóa đậm bản sắc của vùng đất Ninh Bình, Điện Linh Nhân Kiệt với dấu ấn tinh hoa văn hóa Hoa Lư, kinh đô đầu tiên của nhà nước Đại Cổ Việt ở thế kỷ thứ 10, cùng nét đẹp của các làng nghề truyền thống như chiếu cói Kim Sơn, thêu gen Văn Lâm, gốm Bồ Bát. Chương 2 Ninh Bình kết nối cho thấy một Ninh Bình đang năng động vươn lên để hội nhập và phát triển trên nền tảng của những giá trị truyền thống của cha ông. Với sắc màu văn hóa Hoa Lư là giá trị căn cốt, soi chiếu và lan tỏa cho hôm nay. Chương 3, Ninh Bình chào xuân, khắc họa hình ảnh về những con người mới với tri thức, bản lĩnh, sự sáng tạo cùng niềm tự hào dân tộc sẽ tiếp nối truyền thống, xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Chương trình đã được dàn dựng công phu sôi động, đan xen nhiều tiết mục độc đáo như màn chống hội, trình diễn thời trang áo dài Việt Nam cùng những bản nhạc, ca khúc vui tươi, những điệu nhảy sôi động cuốn hút với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nghệ sĩ, nhóm nhạc, người mẫu, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Hình ảnh hồ nước, núi non, đường phố tấp nập được hòa quyện với âm thanh và ánh sáng hiện đại đã mang tới cho khán giả những trải nghiệm sống động. Đặc biệt, màn đếm ngược và bắn pháo hoa chào năm mới 2024 đã tạo nên những giây phút thăng hoa cảm xúc. Người dân du khách cùng gửi gắm những ước mong tốt đẹp cho một năm mới nhiều may mắn và thành công. Chương trình nghệ thuật Countdown chào đón năm mới 2024 đã mở màn ấn tượng cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An Ninh Bình, được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, góp phần quảng bá rộng rãi hơn về tiềm năng du lịch của vùng đất cố đô Hoa Lư, sự chào đón thân thiện, nhiệt tình của người dân Ninh Bình với du khách bốn phương.